Cô xin chào các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay cô mời các bạn nhỏ cùng cô Hương nghe giai điệu một bài hát thật là vui nhộn. Bây giờ các bạn cùng cô Hương nghe nhé. Nhạc và lời của ai? À đúng rồi, các bạn nhỏ vừa nghe giai điệu bài hát Cháu yêu cô chú công nhân, nhạc và lời của Hoàng Văn Yến. Và bây giờ cùng mời các bạn nhỏ cùng cô Hương hát vang bài hát này nhé. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe cô Hương thực hiện mẫu để chúng mình quan sát nhé. Trong đó tiếng thứ nhất và tiếng thứ tư vỗ mạnh, tiếng thứ hai và tiếng thứ ba vỗ nhẹ hơn liền nhau, có nghĩa là phách 1 và phách 4 là phách mạnh, phách 2 và phách 3 là phách nhẹ, vỗ liền nhau và cách vỗ như sau: 1 2 3 4, 1 2 3 4, và cô sẽ thực hiện chậm hơn để các bạn được rõ: 1 2 3 4, 1 2 3 4. Và với bài hát này cô sẽ vận động như sau. Câu hát đầu tiên: chú công nhân xây nhà cao tầng, và tiếng chú là phách mạnh, cô sẽ vỗ vào một tiếng chú, và tiếng công là phách nhẹ, cô sẽ vỗ hai tiếng liền và nhẹ hơn công, và tiếng nhân là phách mạnh, cô lại vỗ vào nhân. Thì mình quan sát nhá, chú công nhân và mở tay vào từ xây, và tiếp theo tiếng nhà là phách mạnh, cô lại vỗ vào nhà, và tiếng cao là phách nhẹ, cô lại vỗ hai tiếng nhẹ hơn cao, và tiếng tầng là phách mạnh, cô lại tiếp tục vỗ vào tầng. Chúng mình quan sát nhé, nhà cao tầng, và cô cứ vận động như vậy cho đến hết bài hát. Bây giờ cô mời các bạn cùng cô hát và vận động theo bài hát Cháu yêu cô chú công nhân nhé. Chú công nhân xây nhà cao tầng, cô công nhân dệt may áo vôi, cháu cùng nhau yêu cô công nhân, cháu luôn
cùng hát và vận động theo nhạc để bài hát thêm sôi động nhé. Cháu yêu cô chú công nhân, cô Hương muốn các bạn là hãy hát thật là hay.
là đứng để cho ông bà bố mẹ cùng nghe nhé. Cô chào các bạn nhỏ.